các bạn thân mến nhà văn đoàn hữu nam là một cái tên không còn xa lạ với độc giả qua nhiều trang tiểu thuyết và một loạt trường ca về vùng biên viễn sinh ra tại hà nam lặn lội lên yên bái lào cai lập nghiệp vào đời bằng nghề công nhân khẩu đường thông tin lưu động ở các huyện vùng cao gần 50 năm chục năm vừa lao động vừa sáng tác trở thành nhà văn, nhà thơ, nhà báo. Đoàn Hữu Nam gắn bó với Lào Cai như một cơ duyên. Ẩn sâu trong đó là cái tình, cái nghĩa đối với một vùng đất đầy biến động phức tạp và những con người nơi biên ải gan góc, kiêu hùng trong dòng chảy kỳ vĩ của lịch sử. Gần đây tiểu thuyết Dễ Người của nhà văn Đoàn Hữu Nam được trao giải A cuộc thi sáng tác tiểu thuyết chuyện và ký về đề tài vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống lần thứ tư 2017-2020 do Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp tổ chức Duy Ly rất may mắn được nhà văn Đoàn Hữu Nam cho phép đọc một số truyện ngắn của ông sau đây mời các bạn nghe đọc truyện ngắn Oan gia tác giả Đoàn Hữu Nam được thể hiện qua giọng đọc của Duy Ly mời các bạn cùng nghe Trên con đường về Hùng nhảy chân sáo miệng líu lo Bài hát quan họ Người ở đừng về Hùng vừa lên tỉnh nhận giải thưởng cuộc thi viết Cho tuổi Hồng về Với số tiền có thể mua được ngót tạ thóc Thì không chỉ Hùng Mà ngay cả mẹ nó cũng không dám mơ tới Hồng đã rẽ vào con đường dẫn tới làng mình Có gặp cánh thợ kéo dây úp cá Vừa kết thúc Một buổi bị bõm lộ đồng kéo dây úp nơm úp giặt đang hỉ hả ngồi hút thuốc dưới gốc cây dưới gốc cây xả cử bên cạnh đống dây thừng buộc cạnh nơm giật là mấy giỏ cá đang nằm yên chờ chết thấy có con cá chuối to bằng bắp đùi hùng hỏi mua các bác úp cá ra giá, giá 4 .6 đồng 6 nó mua luôn qua cái tải xác rắn Có con cá to tổ bố Cựa quậy không yên Chân nó tênh tênh Lòng nó tênh tang Đầu óc hân hoan Những món là món Nó đã đi ngang qua bãi Tha Ma làng mình Nó ngớ người Khi thấy đám đông túm đen túm đỏ Tiếng gào khóc than vãn ẩm mỹ cả cánh đồng Ở cái vùng đèo heo hút gió này Mọi sự đều đóng cửa bảo nhau ở mỹ thế kia là động rời rồi nó tò mò chạy xuống xem vừa nhìn thấy nó mấy ông người đã chu chéo trời rủa một người đàn ông túm cổ áo nó nhấc lên như nhấc cái bù nhìn dơ. thấy sự giận dữ của mọi người hùng ngơ ngác sợ hãi nhưng chỉ một lát sau nó hiểu ra một chuyện động trời đó là mà nhà ông hiên bị đảo bị yểm bằng cách trồng cây chuối ngược và ai đó đã đổ tội cho nó nó nghiến răng điểm nhanh trong đầu một lượt việc tẩy rời này chỉ có lão lâm mới dám làm làm để dựng chuyện đổ diệt cho nó mấy năm qua trong số những kẻ đến ve vãn mẹ thì dai dẳng gây bực mình nhất cho mẹ và nó là lão lâm lão lâm to khỏe quá vợ sớm Sống một thân một mình Thấy mẹ trẻ đẹp Bố biển biệt tận chiến trường miền Nam Nhà chỉ có hai mẹ con ra vào sớm tối Lão Lâm dày mặt sấn và tán tỉnh ve vãn Khiến cả mẹ lẫn nó bực mình Sau mấy lần mẹ cứ tuyệt Nó làm cho bé mặt trước dân lạc Lão hầm hầm rồi trả thù ra mặt và cuốc đi ngang qua ruộng phần trăm nhà nó Lão nhìn trước nhìn sau rồi bổ luôn mấy nhát cho nước chảy hết xuống ruộng dưới Ruộng bèo hoa dâu nhà nó ngăn bằng xào nữa Bằng dây tết, bằng cỏ nồng Với mấy nhà bên cạnh như ngăn ô mạ Ban chiều còn ô nào ra ô nấy Nhà nào ra nhà nấy Đêm chờ gió sáng hôm sau Mấy cái xào bị nhấc hết Bèo bị dồn vào một góc coi như xóa nhòa không bắt được tận tay dây tận chán nhưng ai cũng biết chỉ cô lão rời đánh là nhà nó nuôi chung châu hợp tác với nhà lão đến phiên nhà nó nuôi còn châu bỗng dưng lăn ra chết mọi người không ai xét hỏi nhưng những người túm năm tụm ba những lời thì thào bàn tán những ánh mắt coi thường chĩa vào nhà nó làm nó khó chịu nó muốn nắng ra nắng, mưa ra mưa. Nó hiểu nếu chăn dắt thế này thì làm sao đội trưởng giao châu cho được. Không được nuôi châu là mất đất mỗi vụ 600 điểm, tương đương 3 tạ thóc. Số thóc ấy bằng một nửa công điểm một vụ của hai mẹ con. Phải làm cho ra nhé. Nó tính ngược trở lại. Cái bụng cứng thế kia thì ăn phải cái gì độc là chắc rồi. Nhưng hai ngày nay rét mướt Cả nhà nó không ai dám dắt Châu ra khỏi nhà Còn Châu ăn toàn lơm với cỏ mật Uống toàn nước ấm và muối Thì làm gì có độc Thế thì chỉ có ăn phải cái gì Ở phiên lão lâm nuôi Nó định đi gặp ông đội trưởng Để trình bày cặn kẽ Liền bị lão lâm chặn đường cảnh báo Mày cứ lê cái chân tìm rằm Rồi có ngày rắn rết nó đớp cho đây con ạ à. Lời cảnh cáo của lão càng làm nó điên tiết Nó trình bày cặn kẽ với ông đội trưởng Cam đoan con trâu chết vì ăn phải thứ gì đó Trước đây mấy ngày Thấy nó kiên quyết lý lẽ Ông đội trưởng và ban thư ký đội Lập biên bản Người trong làng cả năm không được miếng thịt trâu Nhất là lúc trời lại hao hao rét ngọt Nên ai đấy đều háo hức Nhưng mãi hơn một giờ sau ông chủ nhiệm Mới kính con trên cái xe đạp phượng hoàng màu cánh tráng vai quát xả cột oai vệ phóng tới ông hỏi han đầu đuôi rồi quyết định cho mổ mấy lưỡi dao thèm khát nhanh chóng lột ra mổ bụng con trâu xấu xố nó hồi hộp chờ đợi cái bầu bìm to tổ bố lộ dần ra hai người đàn ông cắt cái bầu bìm khênh ra bụi tre đưa lưỡi ra sau tiếng xẻo như vỡ băng bóng lộ ra một thanh ngang to cỡ ba ngón tay, vót sắc lẹp, dài cả mét, nằm uốn cong bên trong. Mọi người tròn mặt, ông chủ nhiệm nắm hai vai ông Lâm lắc lắc. Thế này là thế nào? Thế này là thế nào? Ông Lâm như sụp hẳn xuống miệng lắp bắp. Tôi, 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 tôi không làm hại ai cả, tôi muốn ăn thịt trâu. Thật là hết chỗ nói. Một người nhổ nó bọt lầm bạc. Đúng là nước cạn mới thấy đầu cá bóng Người khác cười nửa miệng Mọi người nhìn lão lâm như nhìn con hủi Cũng may là cả làng đang thích ăn thịt trâu Nên bỏ qua chuyện tẩy trời này Từ sau vụ làm chiếc con trâu nuôi chung bị vạch mặt Lão lâm thù hùng ra mặt Thủ người thì người thù, Nhưng lão vẫn đeo bám mỡ như đẻ đeo bám chân trâu Mẹ càng tránh lão càng bám Càng không đạt được mục đích Lão càng bám dai dẳng, Càng không từ bỏ Quả mòm mõm treo chân mũi Hình như càng làm khó chịu Làm khổ người khác Càng cho lão vui thú đến bệnh hoạn Lão chấp nhận sự nhục nhã Để đổi lấy sự thỏa mãn Nhưng thất bại Cộng lại làm nhân cách lão bé đi bao nhiêu Thì lại thổi phòng sự cay cú của lão bấy nhiêu Lão chuyển sự cây cú đó sang sự trả thù hèn mạt Hùng điên tiết Nó huy động ba thằng bạn trí thiết bao vây Theo dõi từng động thái của lão Chúng nó bắt quả tang hắn đón đường ve vãn bà lọc Đốt đống rơm nhà bà Hồng Ăn trộm dưa nhà cái tí Những trò chơi bị ổi bị phơi mặt ra trước dân lạc Bị công an gọi lên Làm việc Lão phát cuồng Lão đón đường để cho Hùng một trận trí tử chưa hết lão còn mang chuyển non cắp vịt lên hợp tác xã báo cáo Ban quản trị hợp tác gọi nó lên quản một trận ra trò Còn lần này thủ hận đứng tin Nó vùng khỏi đám đông chạy như bay về lạc Nhằm cổng như ông Lâm lao vào Một hình ảnh kinh hãi bậy ra trước mặt nó Trên cái sân đất đầy rêu Ông Lâm nằm gục trên vũng máu Con dao cắm vào lưng ông như cắm vào cây chuối nó luống cuống chạy lại Rút Phật con dao ra Lay lay cái xác Rồi gào lên thảm thiết Tiếng gào của Hùng hút cả làng Từ bãi Tha Ma đi về Giữa lúc nó chưa biết tại sao ông Lâm lại đến nông nỗi này Thì bị nện cho một trận nhữ tử Rồi rong về bị ban xã Dọc đường trong cơn hoảng loạn cùng cực Nó bụng lên Nhằm phía bờ sông lao tới cả làng dầm dập đuổi theo. Song dòng sông đã nuốt gọn nó như nước nuốt muối. Bỏ lại đằng sau những tiếng hú hét ghê giận, đau đớn. Những tiếng hú như những mũi dao xiên vào rừng, vào núi, lách vào tim, vào gan. Làm cho thằng Hùng run lên vì sợ. Nó bơi ngược một đoạn khá dài để đánh lừa người truy đuổi. Rồi chui sâu vào lòng một bụi tre, đổ ngả bên bờ sông. Lúc này nó mới thấy quất ức Nó đoán ông giỏi sao nỡ đẩy nó vào tình cảnh oan ức không lối thoát như thế này Nó oán bố sao cứ biển biệt nơi bom rơi đạn nổ không về với mẹ con nó Nó oán những người làng chung Chưa hiểu đầu cua tai nheo Ra sao đã rùng rùng như bắt được ma quỷ hút máu người Nó oán, oán hận, sợ hãi, bất lực, tủi thân, Người ngợm ngấn nước làm người nói run lên Thấy bên ngoài trời đang tối dần Nó lần mò chui ra khỏi bụi gai Sau những tiếng nói lao sao Những bước chân rầm rầm Lại dối nó vào bụi Lọc qua những âm thanh chết người Nó biết mọi người đang giáo giết truy lục nó Đêm đã về khuya Thấy còn nằm trong bụi gai không chết rét Thì cũng chết đói Hùng mò ra khỏi bụi che gai Đoán mọi ngã đường lên huyện lên tỉnh Đã bị bịt cứng Trong lúc cùng đường nó chợt nhớ tới khu đèn ba dây Đèn ba dây nằm bên hẻm con voi Thuộc dãy núi Phượng Hoàng Cách bờ sông chừng ba cây số Tương truyền vùng bán sân địa này Ngày xưa hoang vu rậm rạp Cây cối tầng tầng lớp lớp Bỏ xuống tận chân ruộng Làm cho cả một dãy núi Phượng Hoàng Ngót trăm quả ngợm ngợp trong màu xanh rậm rạp hoang vu nuôi giữ các loài thú ăn thịt ăn cỏ làm cho hoang vu rậm rạp thiêng liêng thần bí một ngày kia con người đến khai phá hoang vu rậm rạp sự kiên nhẫn tàn bạo của những kẻ mưu sinh làm cho rừng rú thành xóm làng núi xanh thành đồi trọc các loài thú trong rừng dần bị tuyệt diệt tuyệt diệt nhưng hồn vía chúng vẫn còn vẫn ngày đêm hiện về quấy nhiễu tàn hại dân làng quanh vùng khiến dân làng quanh vùng phải dựng miếu thờ dài rác dọc chân núi. Rừng ba giây là khu rừng nguyên sinh duy nhất còn sót lại của vang vu rậm rạc. Dạ. Mẹ ông bảo nơi đây là xưa kia là lãnh địa của ông Hổ hay còn gọi là ông 30 Người đời tham lam dọc dãy núi Phượng Hoàng đã dồn đuổi, bắn bẫy đến ông Hổ cuối cùng. Thì của những ông lần lượt Họ làm mồi nhắm rượu Xương của chúng lần lượt bị nấu thành cao Xong hồn của chúng không tan ra Mà bay về lánh địa Neo đậm khắp các cảnh cây ngọn cỏ Khiến khu rừng lánh địa Thành nơi tụ âm tụ khí Mây bay qua Mây bay qua Phải dùng giặc, Người đi qua phải dựng tàu gái Hàng đêm tiếng gầm rú rên xiết từ trong rừng vọng ra như đòi nợ. Hàng ngày trên những ngọn cây mòm đá Hình bóng hàng trăm ông ba mươi Nhấp nhoáng nhảy múa Một tốp thợ sơn chàng Cả gan xâm phạm vào lãnh địa của ngài Bập dìu vào cây nào máu ứa ra cây ấy Cả bọn hồn một nơi Người một nẻo Người nào người nấy tay vái mồm lại ông ba mươi Nhưng sự hối cải quá muộn mặn Chỉ mươi ngày sau Họ lần lượt chào ông vải Quanh vùng năm nào cũng có Năm ba trai trắng ma suy quỷ khiến vào rừng mãi không ra đến khi tìm được chỉ còn đống xương khô kính phục ông lo sợ sự trả thù bền bỉ ăn năn hối cải trước việc sát sinh tàn bạo của mình dân các làng quanh chân núi gòm góp xuống lại dựng lên miếu thờ gọi là đèn ông ba mươi gọi trạch là ba rươi sau thành ba giây khu rừng và ngôi đèn cho đến giờ vẫn là trốn thân nghiêm kinh sợ chiến tranh phá hoại của đế quốc mỹ trên biển bắc ngày càng ác liệt nên trên đã ra lệnh cho các trường học phải xé nhỏ sơ tán vào những nơi có thể che mắt được máy bay lệnh trên lo tính mạng con em thể hiện ý chí chiến đấu làm người ta không còn sợ còn ngại gì nữa hầu như đình chùa đền đài rừng thiêng nào cũng được xã được huyện cho làm lớp học họ cho rằng những chốn linh thiêng đó cây cối tốt tươi nhà cửa sẵn sàng vừa mát mẻ giữ gìn sức khỏe cho cả thầy cô lẫn học trò vừa che được mắt giặc và nếu có sự không may bị bom mỹ thì thiệt hại cũng bị sẽ nhỏ đèn ba dây được trường cấp một hoàng liên chọn đặt hai lớp 4 và một phòng uh, cho hai cô giáo phòng ở uh, tuần thứ nhất được hai cô được yên bình sang tuần thứ hai đang đêm giường của hai cô bị dựng dậy còn lớp học học sinh đang học tự nhiên gục cả xuống bàn mê mệt những tiếng ông hổ giết bắn váng lên trong mê tuần thứ ba hai cô tự nhiên mộng du đang ngủ trưa bỗng tất cả mở cửa người lần thần đi quanh đèn người lặng lẽ leo tường leo cây Người đi trên nóc đèn nhẹ nhàng Huyền chuyển như đang làm siếc Đi chán mọi người lại vào nhà đóng cửa Rồi lăn xuống giường ngủ ly bì Học sinh đứa tự nhiên Leo với lên ngọn cây cười sẵn sàng Đứa hai nách mọc hai cái mụn to như quả hồng Đứa biểu dáng sưng như cây bình bôi Sự kinh khiếp xảy ra ở khu rừng ba giây Làm cho các cô không dám ở các phụ huynh không dám cho con em đến học Xã phải chuyển lớp về làng Khiến khu rừng đá thiêng lại càng thiêng Không thể về nhà Không thể trốn đi đâu Nằm chiếc cứng trong bụi đến lúc Mặt trời mọc Là sẽ xa vào lưới tầng lưới lớp Lúc này nương nhờ Ba giây là tốt nhất Biết đâu ông 30 sẽ thương tình nỗi oan ức mà tha cho nó Nó chuổi ra khỏi bụi Nhằm hướng rừng 3 giây cất bước khi một mình trong rừng thiêng Hùng mới thấm thía sự chối bỏ của con người Nó có tội ư Không Một ngàn lần không Nhưng thanh minh với ai Thanh minh thế nào Cả đôi mặt trắng đen rạch giỏi ra một nhẽ đằng này Cái khó nhất của việc làm cho người đời hiểu mình Là không phơi ruột gan ra được Đã có lúc nó tự cầm cái chết trong tay xong tiếng thở dài của gió, tiếng cựa mình của cây, tiếng diêu rít của chim, những âm thanh của tự nhiên cứ đẩy lên, khiến cho cơ thể nó giống như tàu lá hơ trên lửa, làm cho nó thèm khát sự sống, thèm khát tiếng người, thèm khát được nổ bùng như trái pháo. Không, cái chết. Sự thử thách cam go nhất nó chưa một lần trốn chạy Vậy thì phải sống, phải bầu víu duy nhất Cuối cùng nhất của nó lúc này là mở phước, mở sẽ hiểu nó. Sau một đêm, hai ngày vật lộn với đói khát, sợ hãi. Tối ngày thứ hai, Hùng quyết định trở về. Chờ nhỏ mặt người, nó mò ra khỏi rừng, rồi lúc bò trên bờ đổi, lúc trôi qua những lùm cây trên bờ sông, lúc trôi nổi trên dòng nước. Chừng hai canh giờ sau, nó đã đến bờ đầm. Đứng bên này nhìn ngôi nhà của mẹ Núp dưới bóng cây um tùm Ở bờ bên kia Hùng dưng dưng Mẹ ơi ngày mai ra sao Còn không cần biết Nhưng có mẹ chờ che thì diều hâu Có hàng đàn tai ương có răng đường bây hãm Thì còn vẫn an toàn Hùng nhẹ nhàng bước xuống Dẫn toàn thân vào trong đầm nước Hùng nhẹ nhàng bước lên bậc đá Nó nhìn vào trong nhà thấy mẹ lặng lẽ ăn cơm bên ngọn đèn ma rút tủ mù nó rơi nước mắt trong xáo trộn giữa vào nhà với không nên vào nó mong mẹ ăn xong sẽ ra bậc cầu chỗ bờ đầm để nó được xuất đầu lộ diện mẹ không ra khỏi đầu hồi chiến tranh phá hoại của đế quốc mỹ đã làm cho mỗi nhà co vào cố thủ trong cảnh đèn nhà ai dạng nhà ấy nhà chỉ có một người đàn bà đang gặp cảnh khốn cùng càng phải co vào cố thủ đêm đã khuya trong nhà mẹ tắt vụt ngọn đèn như tắt vụt mong chờ trong lòng hùng nó giơ tay ôm chặt lấy cái đầu đang muốn nậu tung ra ta phải vào với mẹ ta thôi câu nói vang vang trong đầu làm cho nó ngần ngừ đứng dậy ta phải vào với mẹ ta thôi câu nói thôi thúc làm trộn rộn lòng dạ kẻ tứ cố vô thân trong cảnh cùng đường tìm lại được hơi ấm của bếp lửa hùng nghiến răng gõ cửa cạch 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 bà tiếng gõ nửa dứt khoát nửa hững hột vào cánh cửa gỗ rơi vào im lặng cạch 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 hùng nín thở có tiếng sột soạt, soạt tiếng thì thào cố nén từ trong nhà vọng ra mẹ con đây tiếng nói hụt hơi chơi với của kẻ đang chết chìm thành cái phao cho cả người trên bờ lẫn người dưới dòng sông dường như sự uất ức tuổi hờn bị bưng mít bấy giờ mới có dịp tuôn ra như vỡ đập mẹ ôm siết hùng nấc lên con mẹ biết hết cả rồi đã hai ngày nay mờ ăn không vào ngủ không nổi con ơi hùng rụng rời như ai đang xéo nát con tim lá gan Họ nói con giết người Mấy ngày nay họ lùng sục khắp nơi Chết cả nhà rồi con ơi Trời ơi Nó hực lên rồi ôm đầu lao thẳng vào đêm tối Mẹ lao theo Hai người đuổi theo níu kéo vớt vạn Đau đớn đè lên đau đớn Hoảng loạn trùm lên hoảng loạn Không ai dám gạo thét dên xiết Vùng chạy đến cầu đen Thì mẹ túm được cổ áo nó Nó ra sức vùng vẫy Hai mẹ con vận lộn bờ hồi rồi cùng lăn tùm xuống sông. dòng nước mát lạnh làm cho Hùng tỉnh ngộ. Nó làm mọi cách vuột khỏi hai cánh tay như hai gọng kìm của mẹ rồi bình tĩnh túm tóc mẹ lôi vào bờ. Mẹ bảo cho Hùng biết xã huyện đang điều tra thủ phạm giết lão lâm. Dân quân công an đang vây gắt các ngã đường. Chỗ giống mình bây giờ an toàn nhất vẫn là rừng Ba Giây. Nó cứ ẩn mình cho kỹ. Mà sẽ tìm cách tiếp tế Mọi chuyện tính sau Không còn cách nào khác Hùng đành chờ mẹ mang thức ăn ra Rồi mà mình lội thổi ngược lên rừng 3 giây Để lo cho cuộc sống lâu dài Nó tìm một cái hang tương đối kín đáo Lấy rêu khô làm đẹp Lấy củi lửa làm bạn Cái ăn mẹ cung cấp 3 ngày một lần Có như tạm ổn Còn lâu dài thì... Hùng nhoi nhói đau trong lòng ngực Nó thẫn thờ lê bước trong rừng Chờ tiếng tù và báo động Từ phía làng rút lên Tiếng gọi Hùng ơi váng lên Nó giật mình sững sợ Sự sợ hãi từ xương cột thốc lên đỉnh đầu Làm nó bàng hoàng Quay đầu phóng mạch rồi như bị ai đó phang một nhát vào đầu Làm tối tăm mặt mũi Khi lở mở nhận biết được mọi vật xung quanh Hùng đã thấy mình đang nằm trên cái giường nhà mình Trong nhà Ngoài sân đông đặc những người là người Nó trột dạ Quanh giường nó nằm toàn những nét mặt lo lắng mệt mỏi Trồm lên nó là bầu trời trước bão Trồm lên nó là tiếng cúng lúc nhặt lúc thưa Lúc ve vãn vỗ vẻ Lúc rồng rợn của thầy phù thủy bốn Nó dùng mình nhắm mắt Thầy bốn đã từng phù phép cho âm binh đánh hàng cao từ sau nhà ra trước nhà. Từng bắt quyết khiến âm binh bắt con cho mực điên phải học máu tháo tiết. Thầy đã lôi con ma ác ra khỏi hình dạng điên dại của cây hồng, đưa nó trở lại làm người. Thầy đã dựng một người chết bất đắc kỷ tử, lôi trong mồm anh ta một con rắn trắng. Gặp thầy không ai không cung kính, gặp thầy không ai không sợ hãi. Tin như ngừng đập, miệng như ngừng thở bình sợ hãi chờ đón sự phán quyết từ thầy bằng cách nhắm nghiền hai mắt ai quay hàm bảnh ra bỗng tiếng thép kinh thiên động hiệu thầy làm nó giật mình mọi người giật mình nó hé hai con mắt nhìn theo lời khấn thiêng liêng của thầy lá cỏ bói ma di động nhanh dần rồi quay tiết trên mặt bàn lá cỏ bỗng dưng dừng lại phần ngọn như một mũi tên rực sáng chỉ vào bình chỉ vào nó làm nó đau đớn như dao đâm lửa đốt Nó sợ hãi vùng dậy chạy quanh cây bàn Nhưng thầy bắt quyết trừ tà thế nào mũi cỏ vẫn quay theo nó Dồn đuổi xuyên vào nó những tia lửa bọc Nó chạy đến khi gục xuống hồn vía trải trên trời đất Hồng lạc mây lạc gió không biết bao lâu Khi nó tỉnh lại thì thấy mình ngập trong mưa trong gió những hạt mưa quất giảm rạt trên mặt đất cây cối Ràn rạt lên tấm thân trần như nhậm của nó Quanh nó là những tiếng gọi Hùng ơi váng lên Hùng run rẩy thu lưu trong một bảnh cây xả cử Cho đến lúc mẹ la vào ôm chậm lấy nó khóc thi cùng trời đất Và mấy người trong làng đặt nó lên cáng khuyên về Sau này qua lời kể của mẹ nó mới biết Trong lúc thầy bốn đang cúng ma thì nó bỗng dưng vùng dậy xé quần xe áo nhằm hướng rừng ba giây lao đi Cùng lúc đó trời nổi cơn rông Khắp trời mưa gió sấm chớp tơi bời Cả làng đổi mưa đổi gió lục tìm khắp nơi mới tìm ra nó Mẹ bảo may mắn ông rời đoái thương công an huyện đã tìm ra thủ phạm Đó chính là đứa cháu nội của người bị lão lâm đào mà Đoán biết lão lâm vì thủ hành đã đang tâm làm cái việc đốn mạt nhất trần đời. Trong lúc nóng giận anh ta đã mang dao đâm chết lão, rồi đang trốn ở nhà bà cô ngoài thành phố Nam Định, thì bị bắt. Ngoan thầy trời được gỡ, mẹ dẫn cả làng vào rừng và tìm thấy nó đang mê man dưới một cái hố sâu. Nằm nghe mẹ kể chuyện mà nó không tin ở tai, ở mắt mình nữa. Mừng tuổi dâng dâng. Nó muốn kêu to lên hai tiếng tự do Muốn hai tay thành đôi cánh để được bay lượn giữa bầu trời cho hạ những ngày đêm tội nhục giữa rừng ma Những chân tay nó luống cuống, những câu nói không thành tiếng vô thức lặp đi lặp lại trên cái mồ méo xanh Đôi mắt mỏng đỏ ở ngược nước của đứa trẻ bị đòn oan tuôn ra Những trái oan Quá tất đáng lẽ được cơ hội chào tuân thì lại lộn xộn như đứa trẻ đang ăn vụng bị bắt quả ta, làm cho mà chỉ còn biết ôm nó mà không. Hùng được minh oan, song trong lòng nó vẫn không nhẹ nhõm chút nào. Qua hoạn nạn này nó mới hiểu được lòng người, mới thấy mình phải sống ra sao trong cõi đời đầy giấy sự phức tạp này.